nhà nó cứ ngóng mẹ mãi đây này. Chắc hôm nay em về hơi muộn. Dì ở nhà để ý Kim My giúp em nhá. Đây nhất đến nơi rồi, chẳng đâu bằng nhà mình gì ạ. Mà thôi, nói chuyện với cháu Nhi nhá. Mẹ, bác nhà mẹ nát, bác cho mẹ về với con. Mẹ đây, con ở nhà nhớ nghe lời dì Thảo nhá. Chắc hôm nay mẹ về muộn. Con có thích không? Không, con chỉ muốn mẹ về với con thôi. Này cô kia, làm gì ấy? Tôi xin lỗi. Hôm nay chị có thể cho tôi về sớm hơn được không ạ? Về sớm hả? Thì cũng được. Nhưng mà lương thì sang năm lấy nhá. 8 giờ tối hôm nay mới chốt lương. Thôi cô quay lại làm việc đi. Chị ơi, bên mình còn vé về Lào Cai không ạ? Dạ, hết rồi ạ. Chỉ cần có gia đình, lời đâu cũng...